Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một tác phẩm trắc nghệ nhà mình nha. Cái này là đế đắm bao đẹp luôn. Lũa là lũa nguyên rinh nha. Nhưng mà tác động máy nha mình. Tác động máy nha. Lên màu trắc nghệ nha mình. Cái này cũng quay dây định hình rồi nè. Liền cốt đế đẹp luôn. Cái này à, sống khỏe rồi. Rất chi là sung luôn nha. Cái này có mã số là 321 nha. Có số đo hoành gốc là 55. Cây cao tính từ mặt chậu mà lên tới đỉnh lũa là 75. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 35 nha. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. Là 2,6 triệu bao ship không chậu nha mình nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Nói chung mấy cái hàng này thì nhà vườn báo sát giá nha. Được thì nhà mình ủng hộ, xem tham khảo luôn. Đế này, bao đẹp luôn. Lũa rin nhưng mà có tác động máy nha mình nha. Thì vừa dây định hình nữa rồi. Mình xem tham khảo luôn, trắc nghệ nha. Rồi mã số 321, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. Là 2,6 triệu bao ship không chậu nha mình. Rồi nhà vườn xin qua tác phẩm này luôn nha.